Rồi, xin chào tất cả bà con, tiếp tục là chia sẻ cho bà con cái miếng lúa của Thất Sơn Nhiều Núi, hai công diện trên xã Sơn rồi bà con. Đó, diện trên hai công. Thì xã phân cỡ xã đáp 10 kg đáp là giai đoạn giống như ở dưới thôi bà con. Giai đoạn 30 ngày thì bữa nay 44 ngày rồi. 14 ngày bà con thì nó bắt đầu nó chuyển sang màu vàng chanh rồi, cũng là lúc đốt đồng rồi. Đó. Thì do lúa này nó không tốt bằng dưới thì do giai đoạn nó mười mấy ngày nó bị bù lạch đó bà con, bị bọ chỉ rồi lại bù lạch thức ăn đó. Thì lo đi quay phim chia sẻ cho bà con mà thì không có quan tâm tới, rồi nó ăn mà ăn xong rồi xịt xỉn hết nhưng mà nó bị lùng luôn, cũng như mình khỏi xịt thằng 2,4 luôn rồi đó. Rồi bà con dòng cái lúa đây bù lạch ăn nó phát triển không nổi luôn, cái giai đoạn nhỏ giờ cây cũng ní ní không à. Thì thấy một số bà con mình làm cũng đại cũng xịt bù lạch nhưng mà không có giải phân nhiều, như bên đây cây ní ní không à. Bà con mình sợ vụ hè thu mình mua gió sập mà dàn lúa này cũng được bà con, nhưng mà giải cái này vô nó bắt phân nó là cao lắm, nữa xịt kích Atunis cái nữa là cao lắm, thấy vậy cao lắm. Thấy giải cửa đáp không bà con, không tới giờ nó đâu vàng chứ, gặp lạnh với đáp rồi có lạnh vô xíu đáp là nó cái màu nó ngà, cái màu nó vàng khè luôn. Còn này đáp không thì cái màu nó vàng nó xuống, nhưng mà bà con thấy không, nó xuống cái màu đẹp luôn, màu vàng đẹp luôn, vàng chanh đẹp luôn, chứ không có phải vàng như vàng nhàn bỏ lá. Thì cái này cũng dài giống dưới thôi con, thuốc thì thuốc xịt phân xài cũng gian dưới thì chia sẻ cho bà con. Ở đây là 20 20 15, 20 20 15 hiểu đây của 25 của công ty Phúc Mỹ tỉnh Trà Vinh, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh. Đó. Thì do bao này có 600 mấy à, nên nó trộn thằng UG Malaysia bà con, UG Malaysia rẻ nó trộn, nó mới có lời con, nó trộn thêm UG Cà Mau, UG Malaysia nè, hộp đục à. Nó còn bao đầu trâu 20 15, đầu trâu 7 từ 700 mấy trở lên á thì nó không có trộn, nó trộn Cà Mau luôn. Còn cái này vẫn có Cà Mau nè bà con, nhưng mà nó trộn vô thêm thằng này Cà Mau, nó trộn vô thêm thằng phân Malaysia. Malaysia là phân này nè con, cái hộp nó không có gắn chắc như đạm Cà Mau, nó bởi nghiệp à, nó nhẹ te, còn đạm Cà Mau nặng lắm, hộp nào nó chắc săn chắc hộp đó như nè, chắc trong khe mà chăn sắt đạm Cà Mau đó. Thì cũng xả một công điện là 10 kg, nếu lúa bà con nào vàng quá thì có thể tăng lên 12 13 công điện gì đó cho nó tốt, 15 cũng được. Nếu bà con nào đài lùng quá, đài vàng quá thì bón tăng lên nữa. Rồi chia sẻ cho bà con nhiều hơn để bón phân tới dưới xịt, tới cửa xịt chia sẻ tiếp cho bà con.